Sau một tuần, giá xăng giảm hơn 3.000 đồng một lít và dự báo có thể giảm thêm từ 2.500 đồng đến 3.500 đồng một lít trong kỳ điều chỉnh trong ít ngày tới. Nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách hàng hóa bằng đường bộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã bắt đầu có kế hoạch nối lại tuyến vận tải. Nhiều nhất là các đơn vị thuộc Hợp tác xã Vận tải Đường bộ thành phố Cần Thơ với trên 36 công ty doanh nghiệp và 350 phương tiện vận tải hành khách hàng hóa. Kế đến là các doanh nghiệp vận tải truyền thống vận chuyển hành khách hàng hóa tuyến Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre và một số tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh trở ra các tỉnh miền Trung. Nếu như trước đây do giá xăng tăng cao nên các tuyến vận tải này tạm ngưng vì số lượng khách ít, chủ xe không đủ chi phí mà phải chịu bù lỗ liên tục. Đến nay giá xăng đã giảm hơn 3.000 đồng một lít, nhưng theo các doanh nghiệp chỉ tạm đủ chứ chưa lời. Tuy nhiên, để xe không phải ngừng lâu, các đơn vị này có kế hoạch nối lại tuyến vận tải trong tháng 7 này.